Thưa quý vị và các bạn, sau 14 năm phấn đấu xây dựng kiến thiết quê hương dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh, sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực xã hội, ngày 17 tháng 9 năm 2024, Lương Ninh đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo quyết định số 2633 của tỉnh Quảng Bình. Đây là niềm vinh dự lớn của cán bộ và nhân dân xã Lương Ninh nói riêng và của huyện Quảng Ninh nói chung, và là động lực quan trọng cổ vũ các địa phương còn lại phấn đấu cán đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình. Nằm về phía bắc trung tâm huyện lỵ Quảng Ninh, giữa thị trấn Quán Hào và thành phố Đồng Hới, xã Lương Ninh có diện tích tự nhiên 5,3 km2. Toàn xã có 1.280 hộ với 5.023 nhân khẩu sinh sống tại ba thôn Văn La, Lương Yến và Phú Cát. Sau khi hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới đầu tiên của huyện vào năm 2014, Lương Ninh tiếp tục lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xác định việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao là điều kiện tiên quyết cho sự thành công phát triển kinh tế xã hội, Đảng ủy xã Lương Ninh coi trọng công tác tuyên truyền vận động và làm cho người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Bằng nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt, tập huấn, hội nghị, v.v., Lương Ninh duy trì đều đặn việc lồng ghép tuyên truyền, vận động và quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện và được quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Xã Lương Ninh có 3 trên 3 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là huy động sự tham gia đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng đồng sức đóng góp trí tuệ, sức lực cũng như nguồn lực để hoàn thiện các cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Địa phương cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, có kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện và thường xuyên ra soát các cái tiêu chí, xây dựng các cái phương án cụ thể, lộ trình để thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính. Lương Ninh sẽ sắp xếp vào thị trấn Quán Hào sẽ là đô thị loại 5. Thì trên cơ sở các cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt được thì sắp tới cũng sẽ tiếp tục xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và ngày càng phát triển. Trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Lương Ninh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành chức năng các cấp. Theo đó, Đảng ủy xã Lương Ninh đã ban hành nghị quyết chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới qua từng giai đoạn, thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý, tổ giúp việc, ban phát triển thôn nhằm triển khai thực hiện thành công các kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra. Ngoài ra, xã luôn quan tâm phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao cho các thành viên và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, huyện tổ chức, tham gia các đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại nhiều xã điển hình của các tỉnh trong cả nước, giúp cán bộ nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành để tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Lương Ninh đã huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua được sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, sự ủng hộ và đóng góp của nhân dân, xã đã xây dựng được nhiều công trình hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 2019 đến nay, Lương Ninh đã đầu tư xây dựng hàng chục hạng mục công trình cơ sở hạ tầng nông thôn với tổng kinh phí trên 85 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn hiến đất, tài sản và đóng góp tiền của ngày công để xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, Lương Ninh có 100% đường thôn và đường liên thôn cứng hóa được bảo trì hàng năm. Trên 90% các đường ngõ được cứng hóa, bảo đảm xanh, sạch, đẹp. 95,7% các trục đường chính nội đồng được bê tông phục vụ các phương tiện giao thông, cơ giới đi lại để sản xuất và vận chuyển nông sản của người dân địa phương. Khi có chủ trương nông thôn mới nâng cao, mọi cái nguồn lực kinh phí nhà nước hỗ trợ và nhân dân cùng làm, thì mọi cái vấn đề về kinh phí hỗ trợ thì người dân trong thôn đã đồng tình hưởng ứng từ các cái nguồn đóng góp hỗ trợ kinh phí. Ví dụ như chủ trương mở rộng đường thông hệ thoáng, thì thôn và cán bộ xóm 4 đã vận động các hộ dân hiến đất với diện tích là 200 m² đất và 80 m² hàng rào. Thì người dân rất đồng tình hưởng ứng, sau khi hiến đất thì được Ủy ban nhân xã đầu tư làm tuyến đường mới, cho nên dân rất phấn khởi. Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã tập trung xây dựng một số tiêu chí nổi trội, đó là xây dựng 11 nhà văn hóa xóm đi vào hoạt động đầy đủ thiết chế, đi vào hoạt động có hiệu quả. Các trục đường thôn xóm có cổng chào, tên đường, số nhà 100%, tuyến đường có điện chiếu sáng và lắp camera an ninh, hệ thống đường 5 m nội đồng được bê tông hóa 100%, đường 5 m trong khu dân cư lên được thảm nhựa. Hàng năm cứ vào dịp đầu năm rằm tháng giêng, ba thôn tổ chức lễ hội rằm và ngày 18 tháng 11, 11 xóm tổ chức bữa cơm đại đoàn kết 100% hộ tham gia, từ đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm, thực hiện đồng viên nhau thực hiện tốt các hương ước của thôn, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã nhà. Cùng với việc hiến đất, tài sản, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, người dân xã Lương Ninh đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, tham gia chuỗi liên kết sản xuất, quy hoạch, mở rộng cánh đồng mẫu sản xuất lúa với diện tích 139 ha, trong đó canh tác theo hình thức SRI hơn 110 ha. Trong sản xuất, người dân đã bắt đầu quan tâm và tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ sinh học, qua đó giảm thiểu tác động với môi trường và bảo vệ sức khỏe con người. Ngoài ra, người dân cũng đã ứng dụng chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương. Ủy ban Nhân dân xã cũng tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân phát triển các ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, khuyến khích ứng dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Phát huy lợi thế của vùng phụ cận thành phố Đồng Hới, nhân dân xã Lương Ninh đã chủ động tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp và một số ngành nghề phù hợp như may mặc, cắt tóc, rèn, mộc, nề và chăm sóc cây cảnh. Đặc biệt, sản phẩm rượu nếp cẩm Ovin đạt sản phẩm OCOP 3 sao được quảng bá trên sàn thương mại điện tử. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống trên địa bàn đã từng bước thích nghi với sự phát triển kinh tế thị trường, qua đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 51,3 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,96%. Gia đình tôi được chọn làm một mẫu, vượt qua gia đình cùng với con cháu trong gia đình, nhờ chúng xây dựng hoàn thiện cái vườn mẫu của gia đình, cùng sau đó cùng tuyên truyền bà con thôn xóm, cùng cố gắng là xóa vườn tạp, tạo nên cái vườn xanh sạch đẹp ở thôn xóm. Vừa qua cùng góp phần với thôn hoàn thành công cuộc là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở tại thôn Mộc Cát. Gia đình trước đây là cùng nuôi cá lồng, cùng gặp khó khăn, gặp nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện vay vốn hỗ trợ cho mô hình nuôi cá lồng được khoảng cỡ 10 lồng, khoảng cỡ diện tích khoảng cỡ tầm 700 đến 800 m². Kinh tế là cá bữa nay nuôi càng năm càng nhiều thì càng phát triển hơn. Có kinh nghiệm nuôi lâu thì hành đỡ hơn. Kinh tế thì một năm thì làm phát triển thì năm đầu tiên thì ít, chứ năm càng nhiều thì kinh tế thì càng lên.
Những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội Lương Ninh ngày càng phát triển, diện mạo làng quê có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tình hình an ninh trật tự được ổn định và giữ vững. Đó là quá trình phấn đấu, phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Qua đó cho thấy, Đảng bộ, chính quyền xã Lương Ninh đã linh hoạt, sáng tạo tận dụng những thuận lợi từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, nhân dân. Trong làm ăn kinh tế, có nhiều doanh nghiệp là thành lập và phát triển, chủ yếu là doanh nghiệp về xây dựng. Thứ hai nữa là các cái dịch vụ, nhà hàng, cơ khí, rồi là nuôi trồng thủy sản, tất cả cái đó đều tạo thành một cái chuỗi để tạo công ăn việc làm cho nhân dân, ai cũng có việc làm và có thu nhập ổn định. Và nhờ vậy mà tất cả các cái xây dựng nhà cửa của nhân dân đều được phát triển, có 90% là gia đình được nhà ngói và tầng cao. Thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì trong thời gian vừa qua, huyện Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo tất cả các xã trên địa bàn của huyện. Xã Lương Ninh là một trong những xã mà được huyện chọn cái xã đầu tiên là xây dựng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Và đến nay cũng là xã đầu tiên của huyện là đạt là cái xã nông thôn mới nâng cao. Ban thường vụ huyện ủy cũng như ủy ban huyện đánh giá cao cái sự quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Ninh trong thời gian vừa qua. Quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi thấy rằng là đảng ủy rồi ủy ban nhân dân xã Lương Ninh đã bám sát các cái mục tiêu, chỉ tiêu của 19 tiêu chí nông thôn mới, tranh thủ cả cái nguồn lực, sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện, rồi sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể của cấp huyện, rồi sự phối hợp của các xã. Do đó, với một chặng thời gian khá dài, xã đã huy động được cả cái nguồn lực từ các cấp, rồi và đặc biệt là nguồn lực của nhân dân. Về Lương Ninh hôm nay, đi trên những con đường bê tông phẳng phiu từ nhà ra tận đồng ruộng, chúng ta sẽ cảm nhận được sức sống mới, diện mạo mới đang lan tỏa trên mọi nẻo đường và trong những ngôi nhà ngói mới khang trang nơi đây. Thực vậy, Lương Ninh đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, diện mạo ngày một khởi sắc. Lương Ninh như một bức tranh kinh tế giàu sức sống, thành quả đáng tự hào từ ý đảng lòng dân được vẽ nên bởi sự tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền và mặt trận đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết vươn lên. Đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Ninh càng tự hào với những thành quả đã đạt được. Đó là tiền đề, là cơ sở để xã nhà vững bước hướng đến một tương lai tươi sáng. Anh sẽ cùng em đi khắp vùng đất mẹ, nắng gió mênh mang xôn xao bao tình nghĩa. Những danh hương trên quê mình vẫy gọi, vắt vỏ cổ kim sáng mãi tên làng. Truyền thống anh hùng còn vang mãi câu ca. Về quê hương với trăm thương ngàn nhớ, dừng nơi này thăm lại bên pha xưa. Ngắm hoàng hôn trên chân cầu Long Đài, nơi quan hầu trăng lặn xuống dòng sông. Ơi câu ca quê hương mình đẹp thế, mà nhớ thương lưu luyến mãi trong lòng.
sâu nặng một miền quê với khung hát tự hào về nơi đây với Ninh Châu mình đó còn lưu truyền tiếng vọng trống ngày xưa núi thần đình nâu sơn cùng hạc hải ngắm công trình vùng cát hai linh ơi câu ca quê hương mình đẹp thế mà nhớ thương lưu luyến mãi trong lòng Quảng Ninh ta với nghĩa tình sâu nặng một miền quê với khung hát tự hào quê hương mình đẹp thế mà nhớ thương lưu luyến mãi trong lòng Quảng Ninh ta với nghĩa tình sâu nặng một miền quê